Xin kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em xin quay chi tiết cũng như cận cảnh của chiếc âm ly một siêu phẩm của hãng Maxitot có model là MA12000. Đây là một trong những cái chiếc âm ly tích hợp đầu bảng của hãng. Dòng âm ly này sử dụng phần công suất là sử dụng phần mạch bán dẫn và phần phần dề chỉnh âm sắc thì là sẽ sử dụng những bóng đèn điện tử ở đây. Bóng của hãng là Maxitot và bóng 12AX7. Đó. Nói về thương hiệu Maxitot thì các bác cũng đã biết rồi. Đây là một trong những cái thương hiệu hàng đầu của thế giới và những chiếc âm ly này được sản xuất tại Mỹ. Và bây giờ em sẽ bật nguồn lên. Đó. Đấy, khi bật nguồn lên thì bóng nó đang ở dạng màu 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 đỏ này. Khi đóng lè thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. Đó, các bác nhìn rất đẹp, rất là bắt mắt. Chiếc âm ly Maxitot 12000 này thì luôn luôn được các anh em audiophile ưa chuộng. Đó. Khi bóng chuyển sang màu xanh là khi đó bóng đang đã đóng le. Em xin giới thiệu qua về các chức năng cho các bác cùng trải nghiệm. Bên tay trái em đây nó là cái đường input selector. Đây là đường tín hiệu đầu vào và các chuyển các đường như USB hay là optical hay RCA hay ba lăng. Nó sẽ nằm ở hết hết ở đây. Đấy, coi như đây. Đó. Tất cả nó sẽ nằm ở đây. Đấy, đây là một chiếc âm ly tích hợp cao cấp của hãng. Đó, đây là Cosan 12, Optical 12, USB, ba lăng. Đó, và bên tay phải em đây đó là cái đường input, cái đường volume, đấy, volume số đây. Đó, volume số. Và bên hàng hàng giữa đây nó là các chế độ chỉnh như bass, trung, tép và trung trung trầm, trung cao đó và chép cao chép thấp. Ở đây đủ tất cả các chức năng. Đó, các bạn nhìn nào, một chiếc âm ly Maxitot và 12000 đó. Em sẽ giới thiệu qua và sẽ quay bốn mặt cho các bác cùng trải nghiệm luôn. Với cái thiết kế thì nó là cái độc quyền riêng của hãng Maxitot rồi. Mặt đằng trước luôn luôn làm bằng mặt kính. Đó, luôn luôn làm bằng mặt kính và các chữ đây thì khi bật đèn lên thì nó sẽ hiện nó sáng tất cả các chữ đây, rất là đẹp mắt. Đó. Con này thì sử dụng hai cái phần tai sách đây, nhìn nó rất là mạnh mẽ và gấu. Đó, em sẽ xin giới thiệu bên trên cho các bác cùng trải nghiệm luôn. Em sẽ tắt máy đi và em sẽ quay một vòng cho các bác cùng trải nghiệm. Đó. Và đây nó là cái túi hút ẩm này. Đó, coi nha. Đây là hàng new các bác nhé, hàng mới tinh. Em bóc thùng ra để em quay cho các bác. Và cái giá của chiếc âm ly này thì đang niêm yết tại hãng đang là 442 triệu. Đó, giá 442 triệu các bác. Các bác có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0911 886 266 và có cái mức giá chiết khấu rất tốt cho các bác. Đó, cam kết là tốt nhất thị trường luôn với cái hàng mới như này. Đây là phía hông của chiếc máy. Đây là cái phần sân của máy này. Đây là phần sắt xi của máy là sử dụng phần inox. Đó, inox sáng trưng luôn. Đấy, phần inox. Và đây là cái bộ phần tản nhiệt của máy. Và đây là cái phần nguồn này. Tí nữa em sẽ quay cái phía phần trên cho các bác. Đó. Chiếc âm ly thì rất là tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, đây là cái phần cầu loa của chiếc âm ly Maxitot 12000. Đó, các bạn nhìn thấy không? Mạ vàng 18K, rất là bóng, rất là óng ánh này. Rất là sướng mắt luôn. Đó. Đây là dòng tất cả cầu loa này đều có hãng đều có chữ Maxitot luôn. Đó. Đấy, cái này mình có thể tháo rời được. Rồi, các bạn nhìn nào. Đây là Maxitot này. Đó. Và bên trong này có cả cái lò xo. Bạn nhìn nào. Nhìn những cái cầu loa mình đã đủ biết là cái mức độ trau chuốt của cái sản phẩm này nó như nào. Đó.
Đây là hàng mới cho các bác nhé, chứ không phải hàng lướt đâu. Đó. Hàng mới 100%, còn nguyên bảo hành 2 năm. Bảo hành chính hãng 2 năm. Đó. Rất là đẹp. Bởi vì những cái này mình tháo rời được. Đó. Quay kia cho các bác cùng trải nghiệm luôn. Đây là phía sau. Đó. Nhìn rất là sướng mắt. Đây là hai cái cọc cắm vào đường phono để tiếp mát. Hai cái cầu kết nối giữa pre và đường pre bao đều của Maxitop này. Đó. Chân mạ vàng. Chiemly này thì nó là đẳng cấp rồi. Dòng này sử dụng điện 220V. Đó, 50 đến 60 Hz và ba cầu chì là 3,6A. Đó, đây. À, phía bên trên nó là có các đường như đường ba lăng, đường output là sử dụng ba lăng ba chân và ba lăng input cũng đường ba chân hết. Và bên trên sử dụng hai đường cô xoan. Đó. Hai đường đồng trục và hai đường quang optical 1, optical 2. Và bên này còn sử dụng đường HDMI, RCA và USB. Đó, thiết rất nhiều các đường để cho các bác kết nối đầy đủ. Dòng này sử dụng từ 2 ohm đến 8 ohm. Đó, nên là các bác dù có loa khó đánh đến mấy thì chiếc âm thì nó sẽ đáp ứng được. Đấy, từ 2 ohm đến 8 ohm này. Tùy theo cái độ nhạy của đôi loa mình, tùy theo cái trở kháng của đôi loa mình, nó mấy ohm thì khóa cắm vào đây. Đây là đàn âm, nó là cầu dưới dưới cùng, nó là cầu chung rồi. Và sau đó em sẽ test chất âm để các bác mời các bác cùng trải nghiệm cái chất âm của chiếc âm ly Maxitot 12.000 này. Em sẽ đánh với đôi loa JBL. Và bây giờ em sẽ quay phía trên cho các bác cùng trải nghiệm. Đây. Phía trên của mặt âm ly là sử dụng cũng phần mặt kính nhé, mặt kính nhé. Mặt kính. Chiếc power của này là 350W. Đấy, cho tất cả các từ 8 ohm, 4 ohm và 2 ohm. Đó, đánh mặc định luôn là 350W chờ 2 ohm đến 8 ohm. Rất là khủng khiếp luôn. Đây, mỗi bên là 350W nhé, chứ không phải riêng cái tổng là 350W đâu. Đó, nên là rất là khủng luôn. Đây là biểu tượng của hãng Maxitot MA 12.000. Nó bên trên nó là một cái vòng tròn và bên dưới sử dụng cái mặt kính. Đó. Và đây là tất cả các sơ đồ mạch tín hiệu đầu ra đầu vào. Đó. Và bây giờ em sẽ test chất âm của chiếc âm ly Maxitot MA 12.000 này cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái chất âm của chiếc âm ly cao cấp này. Rồi em
lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm trăng trôi, tìm đống cho tàn nắng xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm trăng trôi, tìm đống cho tàn nắng xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng.